Rồi hôm nay là tiếp tục là đầu tuần ha anh em. Em lên cho anh em là 10 cây máy cắt cỏ ha. Kênh máy phát cỏ của em á, là Vũ Linh Máy Phát Cỏ. Địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha anh em. Số điện thoại là 0972 949 527. Số đó là có xài Zalo luôn nha. Đây hôm nay em lên lô chiếc C là 10 máy cắt cỏ ha. Đây Makita 4 thì nè, cái dòng này thì cho anh em mình không hít pha nhớt nè anh em, chứ không hít khói đâu đó. Là chọn dòng Makita 4 thì nè ha. Xin đi qua Austin cặp Magu 2326, Magu màu vàng siêu đẹp luôn. Kyugit Echo Tanaka, cái hàng đầu tiên nè anh em, là cái hàng mình cho anh em mình xài gia đình dùng ít rồi đó, hay là lâu lâu mình xài 1 lần, hay là phát cước ít bơm nước ít rồi đó, là ok hết nha. Hôm nay là giá 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu 3, là giá là siêu khuyến mãi siêu rẻ luôn anh em. Rồi cái này phụ tùng em tặng cho anh em á, là 6 món phụ kiện đi kèm nha anh em. Anh em vô coi nè, chứ không mong anh em hỏi làm tặng cái gì nè. Đây 6 món phụ kiện đi kèm á, một sợi dây đeo zin, một cái ổ phát cước bản lớn nè, khép cái cửa lại gài luôn, một cây háo mugi nha anh em. Cái đầu này là háo mugi này nha, còn cái đầu dưới này á là anh em mình tháo cái con ốc với đầu bò. Với đây là một cái cây lục chiếc 4, đây là mình chịu cái đầu bò để mình chặn ốc ra. Với đây là một cái lưỡi dao dài, còn anh em không hết dao dài á thì em có thể đổi dao tròn ha. Với lại là một cái cạn cỏ mới, còn anh em không hết cạn cỏ mới á thì em sẽ đổi zin miễn phí cho mình ha. Với lại là cái giá em đưa trên đây, như ví dụ này nè, C1 này nè, giá chỉ có 1 triệu 1 thôi, là đã bao ship tới nhà cho mình đầy đủ phụ kiện đi kèm nha anh em, là 6 món phụ kiện em mới nêu vô ở trên đó, là giá đó là bao ship tới nhà cho mình. Hàng tới anh em được quyền kiểm tra máy, nổ máy trước khi nhận ha. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 là em lên lô chiếc C nha. Anh em muốn chốt con nào đó với vụ nói là con C3 này còn không, là em sẽ báo cho anh em đó. Là còn thì anh em cứ cho em địa chỉ, số điện thoại là em soạn em gửi thôi. Rồi vô đầu tiên con C1 đi, Kyugit Echo, giá chỉ có 1 triệu 1 thôi. Đây con này thì nó tầm cỡ 3 ký rưỡi thôi nè. Kyugit Echo 221 hay là 21 đây ta. Rồi, Kyugit Echo 21 nha anh em. Nòng 32 ly 21 cc ha, giá chỉ có 1 triệu 1 thôi, chụp giật là có trợ lực luôn. Em lên cho nó một cái bộ chế hai kim mới nè anh em. Bộ chế này thì nói chung thì lên cho cái máy này á là nó siêu khỏe với lại siêu tiết kiệm xăng luôn. Giá chỉ có 1 triệu 1 đã bao ship tới nhà cho mình đầy đủ phụ kiện ha. Đây mắt in da băng là còn đầy đủ hết. Đây điểm eo là kêu ghét luôn ha anh em. Con này thì nó xài hai tay lái ra giữ nè, công tắc xuống là tắt, lên là mở ha anh em. Cần đầu bò đồ là ghim hết. C1 này giá chỉ có 1 triệu 1, là nó bị cái lỗi ở đây nè anh em. Đây cái áo nó bị nứt nứt cái này nè, nhưng mà họ em đã hàng lên ha, nói chung thì nhìn cũng được thôi. Nứt một lỗ, hai lỗ, ba lỗ nghe nè. Ba lỗ này bởi vì giá là bán chỉ có 1 triệu 1 thôi, chứ cái thực ra mà cái dòng này máy đẹp nó tới 1 triệu 3, 1 triệu 4 luôn anh em. Ý là em ngồi đó mà em giật hai ngón tay nó kéo là kéo chưa được khúc dây nữa nè, kéo nhiêu dây là nổ à. Thì cái dòng này là siêu nhảy nổ luôn. C1 Kyugit Echo 22 hả anh em, giá chỉ có 1 triệu 1 thôi. Rồi qua dòng C2 đi, là dòng Mitsu máy hệ. Đây anh em, Mitsubishi TB 20 mắc in da băng nha. Con này thì nòng 30 ly 20 cc thôi nha anh em. Đây lốc của nó là sẽ đóng mắc in da băng ha, dòng Mitsubishi ha. Con này thì nó chạy cái bộ chế là one go hai kim luôn nha anh em. Bộ chế này nói chung thì siêu khỏe với lại siêu tiết kiệm xăng luôn, tôm nhựa ha. Bởi vì con này thì tầm có 3 ký rưỡi như con C1 thôi. Đây số xe ghi là còn đầy đủ hết. Con này thì nó xài hai cái tay nắm ha anh em, còn anh em muốn lên hai tay thì em gấp hai tay, còn muốn một tay thì em gấp một tay, hoàn toàn miễn phí cho mình ha. Đây ra giữ công tắc là bên hông ha anh em. Cần can cỏ đầu bò đồ là zin hết. C2 này giá chỉ có 1 triệu 2 thôi anh em, nói chung thì chụp giật cho lực thì anh em kéo nhẹ là nổ rồi, không cần phải dùng sức gì nhiều vậy. Rồi C2 Mitsubishi TB 20 giá chỉ có 1 triệu 2 thôi anh em, đã bao ship tới nhà cho mình ha, đầy đủ phụ kiện đi kèm ha. Qua dòng C3 là dòng của Hitachi nè nè. Cái này lính em nó chưa coi công tắc nè, bây giờ tắt.
con này nói chung thì nó đẹp như mấy hùng luôn em, mà giá chỉ có 1,3 triệu, công dịch của nó còn sáng hới nè. Cây này là Hitachi 24 anh em, là nồng nó tới 33 ly luôn nha. Cái nồng của nó là như cái hàng TL26261 cái đó anh em. Con này thì đề cao, cái máy nó chạy là cũng như nó ém lên anh em. Mình vô cỏ ở đây nó chạy nó sực sực gì đó, chứ anh em mà vô cỏ là nó chạy nó không có bị sực nha anh em. Nó không có bị đứng máy ngang á. Là ở đây là cái dòng của nó là cái kiến bô của nó ém anh em. Đây Hitachi ha. Con này thì nó chạy bộ chế quanh gồ mà vú ghề nghe nè. Đây cái vú xăng nằm dưới đây nè. Lê thì vẫn kéo lên là đóng, bật xuống như là mở nha. Chị nói công tắc thì em câu với nó chỗ này nghe nè, tại vì công tắc em chưa có làm kịp ha. Đây công tắc em câu dưới đây cho nó gọn. Con này thì em chưa gắn tay lái luôn. Anh em mà muốn một tay thì em gắp một tay, muốn hai tay thì em gắp hai tay ha, hoàn toàn miễn phí nha. Đây cần Hitachi gin luôn anh em, cần cán cỏ đồ bò đồ là gin hết. C3 Hitachi 24 giá chỉ có 1,3 triệu thôi anh em, đẹp như máy hùng luôn, chụp giật là có trợ lực luôn anh em. Con này thì tầm cỡ 4 kg thôi, gấp đầy đủ đồ, với xăng nhớt đầy đủ thì tầm cỡ 4 kg thôi. Cái bình xăng thiết kế nhỏ gọn luôn nè anh em, thấy coi có nửa bên mà. Rồi qua dòng C4 đi, dòng C4 thì anh em hỏi cũng rất là nhiều luôn, dòng Tanaka 2 chấm. Dòng này thì nó nổi giòn rồi, nói chung thì khỏi nói anh em. Đây anh em nhìn con ốc của nó nè. Con nào cũng nói là đều sáng hết trơn. Tanaka 2 chống mà 23 nha anh em, nồng 32 ly lần nha, chứ không phải là 21 đâu. 21 thì nồng nó chỉ có 32 ly thôi. Con này thì nó chạy bộ chế quanh gồ, một kia mà tay đỏ tự động luôn em. Bật lên như vậy nè, là đóng đóng len anh em. Lên ra nó chảy vậy là mở nha, công tắc thì nằm bên hông hết nè. Đây con này lóc láng còn sáng trưng luôn em. Con này thì nó cũng xài hai tay lái luôn. Đây hai tay lái ga giữ ha, cần gin cạn cỏ đầu bò đồ là gin hết. C4 này Tanaka 23, còn gọi là Tanaka 2 chống nè, là cái bình xăng nó cao nè, nó có hai cái chân chống ở dưới nè. Rồi C4 giá chỉ có 1,5 triệu thôi nghe em, đã bao ship tới nhà cho mình ha. Qua dòng C5 là của Kyugit Echo tới nổ đi em. Là siêu giòn luôn. Con này á, cái máy nó 23cc thôi em anh em. Chứ mấy con mà 25-26cc yếu là chạy không qua con này đâu. Con này nó chạy bốc lắm. Dòng của Kyugit Echo anh em, 230 ha. Nòng 32 ly, 23cc. Nó chạy là bộ chế da băng anh em. Đây bộ chế da băng ha. Một chiếc kim này là kim chỉnh ganti nè, dưới đây là chỉnh gió nè anh em. Chỉnh xăng gió, ở đây làm chỉnh đồ ngon lành chân à. Giờ anh em chỉ việc là xăng pha nhớt là dùng thôi. Đây tem với số xe ghi là còn đầy đủ hết, 230 ha. Con này thì nó xài một tay lái nha anh em. Đây một tay lái, công tắc nằm dưới đây ha. Anh em muốn gắp hai tay gắp hai tay hoàn toàn miễn phí cho mình ha. Cần cái có đầu bò đồ là gin hết. C5 này giá chỉ có 1,5 triệu thôi nha anh em. Kyugit Echo 230 ha. Nói chung là dòng này chạy là siêu bốc rồi. Nổ nói chung là siêu bốc luôn. Rồi anh em chốt hàng thì liên hệ với cái số điện thoại là 0972 949 527, số đó là có xài Zalo luôn nha anh em. Rồi anh em chốt hàng thì nhớ giùm em cái mã số nha anh em. Hôm nay lô chiếc C ha. Rồi tiếp tục qua con C6 là dòng Maruyama, con này màu vàng siêu đẹp luôn anh em. Maruyama 233 ha. Rồi với lại là cái máy nó chạy nó ra khói hơi nhiều á, nhiều khi anh em hỏi em là sao cái máy nó ra khói nhiều hết. Tại vì ở đây anh em rửa bằng dầu á, dầu nó đóng trong cái bô á, anh em chạy 1-2 ngày là hết à. Với lại thứ hai á, có khi là em pha nhớt anh em, nó hơi nhiều quá. Nè anh em nhìn cái này nè, nhìn cái bình xăng em pha là thấy đỏ quét luôn nè. Nè hôm đây em pha nhớt xịn anh em, nhớt đỏ đó. Bởi vì pha nó hơi nhiều, bởi vì khói nó ra nó hơi nhiều, nhưng mà không có tác hại gì với máy chân anh em, bình thường hết ha. Maruyama 233 ha anh em, đồng 32 ly 23cc ha. Đây nó chạy bộ chế là quanh gồm một kim ha, siêu tiết kiệm xăng luôn. Đây lốc nó sẽ đóng in da băng anh em, dòng Maru thì đóng da băng ha. Công tắc thì nằm bên hông. Con này màu vàng thì vàng áo là em thấy là chưa bởi vỡ nữa nè, vàng áo còn liền lạc hết á. Đây con này xài hai tay lái, ga bốc hệ luôn anh em, ga bốc hai chế độ luôn ha. Cần cán cỏ đậu bò đồ là gin hết. C6 này Maruyama 233 là đời cao đó nha anh em, chạy nói chung là siêu bốc luôn, giá chỉ có 1,7 triệu thôi. Tiếp tục qua con C7 là cũng dòng Maru luôn. We'll be right back.
Quên đó, cái con C7 là chụp giật nó có trợ lực luôn nha anh em. Nói chung thì dòng trợ lực thì kéo nhẹ là nổ rồi. Maruyama ha, con này hay đế 13 nhưng con này là 26 nha anh em. Nòng 34 ly lận ha, 26 thì xơi luôn. Chụp giật của nó có trợ lực luôn nha anh em. Đây, lốc nó sẽ đóng enzo băng như con C6 ha. Con này bo hiếu rồi, chừng nữa em sẽ gắp đầy đủ cho em mới giao hàng ha. Đây, điện mèo bên đây cũng hiếu rồi, em sẽ gắp đầy đủ hết. Con này thì nó cũng xài hai ta lái luôn, đeo bất hại luôn. Đây, cần 26 nè, trên cỏ đầu bò đồ là ghim hết. C7 này giá chỉ có 1,8 triệu thôi anh em. Chụp giật của nó trời lực, chụp giật này là siêu bíp luôn. Anh em kéo con dây xuống, kéo con dây lên, còn anh em buông xuống nó mới nổ. Siêu bíp luôn. Chụp giật là còn có tin luôn anh em. Rồi, C7 Maruyama 26, nòng 34 ly. Giá chỉ có 1,7 triệu thôi, có ra bóp hại luôn. Rồi, qua dòng C8 là dòng xì tin, anh em hỏi rất là nhiều luôn. Đây con này nó có xả áp nè, giật nhẹ nè, thấy nó xả áp luôn nè. Rồi tới nổ đi. Đây xì tin FS 2006 nha anh em, nòng 34 ly lận nha. 26 cc luôn, con này thì nó chạy là nói chung là siêu bốc luôn nè. Chồng 34 ly mà nói gì ít tình là anh em hiểu rồi, 19-10 đó nè. 19-10 dòng xin đi qua S26 á. Đây công tắc thì nằm bên hông, số xe ghi là còn đầy đủ hết nha anh em. Đây dứt lóc nó cũng đóng mất in ra băng luôn cái gì nè. Đây dứt lóc mà như nó đóng mất in ra băng luôn nha anh em. Con này á thì dàn áo là liền lạc hết nè. Thường thường cái con này về cái dàn áo nó xấu lắm anh em, nhưng mà con này về em thấy dàn áo nó đẹp nè, liền lạc chưa bể vỡ nha. Điểm eo đầy đủ, con này thì xài hai tay lái, em lên cho nó cái ô lục cây hai tay lái cây chết nha nè. Anh em muốn xài cây bóp thì em lên hoàn toàn miễn phí cho mình ha, cây bóp như cái hãng xe đạp vậy đó. Cần đầu bò đồ là gin hết. C8 này xì ớt tinh 2006, giá chỉ có 2 triệu thôi anh em, đã bao phí ship tới nhà cho mình đầy đủ phụ kiện luôn ha. Chụp giật nó có xả áp giật rất là nhẹ luôn anh em. Qua dòng C9 là siêu phẩm của Siniwa nè, thích nổ đi không? Nhìn con giật nè, y gan giật lô luôn. Xin đi qua nghe nè. Đây, trong cái nòng nó cũng đóng xin đi qua luôn nè. Bình xăng trắng là còn gin luôn nha, bình xăng gin nghe nè. Xin đi qua 2006 nha, nòng 34 ly 26 C, chạy là bộ chế quanh gồ hai kim nghe nè. Em lấy cho nó rõ. Đây, quanh bờ gồ hai kim nghe nè. Lóc lát là còn sáng hết. Dây xăng của nó là dây xăng gin của heo máy luôn nha. Đây mình xăng là còn trắng luôn ha. Con này được cái bộ cái nó được tôm nhôm tôm ghề ở lòng tôm nhôm tôm liền anh em, mà nó không có chóc sơn chứ em thấy chóc một hai lỗ nhỏ thôi, không ăn thua ha. Ui hay mờ rồi. Đây mất in ra băng xin đi qua nè, 2006 ha. Con này thì nó xài một tay lái nè. Đây một tay lái cũng tắt nằm dưới đây ha, một tay lái anh em muốn gấp hai, muốn gấp hai tay thì em gấp hoàn toàn miễn phí cho mình ha. Cần cán cỏ đầu bò đồ là gin hết. C9 này xin đi qua 2006, giá chỉ có 2,2 triệu thôi nghe em. Chụp giật cho lật kia cho anh em chứ còn hết nhà nổ rồi. Em giật tay trái mà hai ngón tay nữa nè, kéo nhẹ là nổ. Nổ nói chung là siêu giòn luôn. Rồi C9 xin đi qua 2006, giá chỉ có 2,2 triệu thôi nghe anh em. Tiếp tục qua con C10 là dòng Makita, Makita 4 hì anh em. Cái dòng này thì cho anh em mình không hít pha nhớt gì lại không hít khói bụi á, thế nổ đi. Đây con này là Makita của em 2651 con nghe nè. Con này là giá chỉ có 1,8 triệu thôi. Thường thường cái dòng này á đã tầm cỡ 2 triệu tới 2,2 triệu là. Mà con này cái dàn áo của nó nè. Đây dàn áo nó hơi bị cháy cháy đen đen cái này nè. Bởi vì em bán giá rẻ luôn, với lại cái bình xăng á. Mấy thằng lính nó để xăng nhiều quá, nó để xăng mà nó không chịu rút cho em. Để lâu quá thì cái bình xăng nó bị đóng vàng á, nó thành màu vàng á. Đây con này nòng 35 ly 26 cc là nghe anh em. Bộ chế là bộ chế quanh gồ nha. Bộ chế này nó nằm ngược nha, nhưng vẫn là chế quanh gồ chế gin theo máy nha anh em. Đây bình xăng nó hơi vàng nè.
Makita đóng chưa nổi luôn ha. Con này thì nó cũng xài hai tay lái luôn mà ga bóp hại luôn nha, ga bóp luôn ha. Cái này nó bị gãy ở đây mà anh em chẳng bóp bình thường ha. Đây bóp bình thường không sao hết. Công tắc thì nó bị xích cái nắp ngoài nhưng mà anh em vẫn tắt bình thường. Không ăn huông nha, vẫn lên ga xong rồi anh em hạ xuống rồi anh em tắt bình thường không sao hết. Đây cần 2651 zin luôn. Cần đầu bò đều là zin hết. C10 này Makita 26 nha anh em, nòng 35 ly, xuống tới nổ đây các anh em. Con này lên nói chung là chưa ra khói, chưa ra bọng gì dân anh em. Nổ lên, lên ra chứ. Rồi tới nổ đây cái nó. Rồi, chưa ra khói nha anh em. Rồi C10 Makita 2651 nòng 35 ly. 26 cc ha, giá chỉ có 1 triệu 8 thôi, đã bao phí ship tới nhà cho mình ha. Anh em chốt hàng thì liên hệ vào cái số điện thoại là 0972 949 527, số đó là có xài Zalo luôn nha anh em. Địa chỉ của em là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em chốt hàng á thì nhớ cái giùm em cái mã số ha,